Mình tên là Dương, mình 25 tuổi, nghệ danh mình là Chùa Nai. Nói chung là tên là nhiều là viết tắt của chữ Dương thôi, kiểu vậy. Thực ra mình thích chơi nhạc thì cách đây khoảng 6-7 năm rồi. Nhưng mà đến cái lúc này mình thấy mình muốn làm một cái bài nhạc nó hoàn chỉnh hơn, rồi muốn theo cái đam mê của mình hơn nhiều hơn nữa. Nhưng mà mình biết là mình sẽ vẫn tập trung vào cái công việc chính của mình là lập trình viên. Tức là mình là người lập trình về những ứng dụng trên mobile, những ứng dụng trên iOS hoặc là Android. Thì mình sẽ theo đuổi âm nhạc như là một cái đam mê của mình. Giọng nhạc của mình tôi thích hiện tại thì là giọng nhạc house, nói chung là chủ yếu về deep house. Hiện tại chắc là deep house luôn. Châu lặng và lắng. Cái bài mình nhận được là Dê Bà Ba Ra Núi, đề bài số 7. Manasam Vaparadham. Nhạc cụ là sáo mèo. Mình thấy nó khá phù hợp với dòng deep house luôn. Nên mình nghĩ là mình sẽ chơi dòng deep house luôn.